Sava Beko đồng hành cùng giải bóng đá môi trường đô thị toàn quốc lần thứ hai Sava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Sava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin của tòa soạn môi trường và đô thị Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng Nai xã Sông Thao không có dự án tên dưới Long Ai Hà Tĩnh thi công dự án gây ô nhiễm môi trường nguy cơ mất an toàn giao thông Quảng Ngãi thông qua quy hoạch khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Bình Thanh Nhà đầu tư chiếm 100% vốn góp cho dự án mở rộng sân bay đồng thới Quảng Bình Nghệ An dành hơn 8.000 hecta đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030 Thông xe toàn quốc tuyến nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa thêm 1,4 tỷ USD vốn đầu tư vào Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, phản hồi thông tin phản ánh của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam về tình trạng mập mờ pháp lý của dự án Long Ai được công ty cổ phần ASEAN Holding chào bán rầm rộ trong thời gian vừa qua. Sau khi giả soát kiểm tra, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khẳng định trên địa bàn xã Sông Thao không có dự án này. Trước đó, từ hồi tháng 5 đến nay, tại một số góc sai giới thiệu dự án The Long Eye do công ty ASEAN Holding làm chủ đầu tư và là đơn vị phân phối có diện tích khoảng 8.200m2 gồm 98 sản phẩm là đất nền nhà phố tự xây, sổ đỏ từng lô. Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom cho biết, phần lớn các thửa đất này có mục đích sử dụng đất ở nông thôn, một số thửa đất thậm chí còn là đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng cây hàng năm khác. Tất cả các thửa đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân. Về hiện trạng, tại khu đất này đã xây một căn nhà trên diện tích đất ở tại thửa 238, tờ bản đồ 45 xã Sông Thao, các thửa đất còn lại là đất trống. Dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho thấy, đa số các thửa đất nêu trên mới được tách thửa, tặng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hồi đầu năm đến nay, thậm chí là trong tháng 7 vừa qua và được công ty ASEAN Holding săn lấp mặt bằng làm đường nhựa, phân lô và giao bán với mức giá khoảng 960 triệu trên nền. Phản ánh đến tòa soạn môi trường và đô thị Việt Nam, người dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, quá trình thi công dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng Sơn Dương đã xảy ra rất nhiều bất cập như quá trình thi công ẩu, không đảm bảo an toàn gây bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân di chuyển khi đi qua khu vực này. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Phú Tài Miền Trung và Tổng Công ty 36. Được biết, công trình đưa vào thi công từ đầu năm 2023. Suốt quãng thời gian qua, người dân phải chịu cảnh sống dở chết dở từ những hệ lụy từ quá trình thi công gây ra. Dự án này không hề có rào chắn, mặc dù địa điểm thi công dự án là nơi người dân và phương tiện qua lại rất đông. Ghi nhận tại gói thầu thi công thuộc Tổng Công ty 36, đơn vị thi công còn để sắt dỉ hoen. Từ ghi nhận trên, chúng tôi đã trao đổi đóng góp ý kiến về chỉ huy trưởng công trình của Tổng Công ty 36. Tuy nhiên, thay vì tiếp nhận góp ý và ý kiến của người dân, thì nhận lại là sự thờ ơ của người này. Với thái độ thờ ơ, vô cảm của đơn vị thi công, những nội dung này đã được chúng tôi trao đổi với đơn vị tư vấn giám sát. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã dùng rất nhiều xe tải cỡ lớn để vận chuyển đất, gây mất an toàn cho người dân. Theo chân đoàn xe chở đất, phóng viên đã tiếp cận đến điểm mỏ khai thác đất phục vụ công trình. Tại đây, chủ mỏ lắp chậm cân. Nhưng các xe đều quá trọng tải, thậm chí có cả xe đầu kéo dơ móc thưa quý vị tại kỳ họp 17 kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã thông qua quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 khu công nghiệp đô thị và dịch vụ bình Thành, vị trí lập quy hoạch nằm trong toàn bộ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế dung quất Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Bình Thanh có diện tích khoảng 3.396 hecta nằm ở phía đông quốc lộ 1 thuộc địa bàn các xã Bình Thanh, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Phước, Bình Hòa và Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Bình Thanh trở thành một trong những khu công nghiệp hiện đại kiểu mẫu của khu kinh tế Dung Quất, làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định số 2571 QĐUBNQ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới. Theo đó, dự án được giao cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư với mục tiêu nâng cao công suất khai thác tại cảng hàng không Đồng Hới đạt 3 triệu hành khách trên một năm khai thác hành khách quốc nội, mở rộng sân đỗ máy bay trên diện tích sử dụng đất dự kiến là 15.016 ha. Dự án sẽ xây dựng mới nhà ga hành khách T2 về phía đông nam nhà ga hành khách hiện hữu với hai cao trình, diện tích nhà ga khoảng 16.800 m2 sàn sử dụng, xây dựng hệ thống hạ tầng cầu cạn trước nhà ga, sân đỗ ô tô, đường giao thông kết nối và các hệ thống khác đảm bảo đồng bộ khai thác. Dự án đầu tư các hệ thống thiết bị đồng bộ đảm bảo công suất khai thác nhà ga 3 triệu hành khách trên năm. Bên cạnh đó, dự án còn mở rộng sân đỗ máy bay về cả phía đông và phía tây sân đỗ máy bay hiện hữu, đáp ứng 4 vị trí đỗ máy bay, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên thành 8 vị trí đỗ. Diện tích mở rộng phần sân đỗ máy bay kết cấu bê tông xi măng khoảng 25.300m2. Vốn đầu tư của dự án là 1.844 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 100% vốn đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án là đến hết năm 2050. Thưa quý vị, theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, toàn tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 8.056 ha. Theo đó, định hướng phát triển ngành công nghiệp Nghệ An là cơ cấu lại theo hướng hiện đại phát triển nhanh, bền vững, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng. Để tạo quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp Quy hoạch tỉnh chỉ rõ tiếp tục thực hiện các khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt với tổng diện tích 4.373 hecta. Hiện nay trên diện tích này, Nghệ An đã quy hoạch 12 khu công nghiệp. Đến năm 2030, toàn tỉnh quy hoạch 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 8.056 hecta sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong đó gồm 15 khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam mở rộng với tổng diện tích 6.547 ha và 8 khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế với tổng diện tích 1.509 ha. Cũng theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, dự kiến diện tích đất công nghiệp sau năm 2030 tại Nghệ An sẽ lên đến 14.117 hectare, trong đó thuộc khu kinh tế Đông Nam là 10.458 hecta và ngoài khu kinh tế Đông Nam là 3.659 hecta. Nghệ An cũng đồng thời phát triển 56 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.888,18 hecta đến năm 2030, trong đó giữ nguyên 37 cụm công nghiệp đã quy hoạch với tổng diện tích 1.068,93 hecta, bổ sung mới 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích 819,25 hecta. Từ chiều 22 tháng 9, đường cao tốc nội bài Lào Cai lên Sapa đã được thông xe toàn tuyến, xe lưu thông qua tuyến đường này không hạn chế thời gian và tải trọng. Trong thời gian vận hành, công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai Sapa sẽ theo dõi xử lý những vấn đề phát sinh, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác để đảm bảo vận hành khai thác và thu phí từ ngày 15 tháng 10 tới. Trước khi thông xe toàn tuyến, từ ngày 22 tháng 8, công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai Sapa đã tổ chức vận hành thử hạng một cầu móng xến. Thời gian vận hành trong giai đoạn thử nghiệm từ 6 đến 17 giờ hàng ngày, có hạn chế xe có trọng tải trên 20 tấn và xe container. Việc đưa vào vận hành toàn tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa sẽ giúp xe cộ lưu thông thuận tiện, giảm tải cho quốc lộ 4D, tránh ách tắc giao thông vì tuyến đường được phân làn một chiều lưu thông từ thị xã Sapa về thành phố Lào Cai. Tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai lên Sapa được đầu tư trên cơ sở xây dựng mới tỉnh lộ 155 theo hướng song song với quốc lộ 4D hiện hữu. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.382 tỷ đồng, gồm vốn nhà đầu tư 803 tỷ đồng và vốn nhà nước 579 tỷ đồng. Vừa qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 9 năm 2023 cho các dự án đầu tư vào khu công nghiệp khu kinh tế Hải Phòng với tổng đầu tư của các dự án gần 1,4 tỷ USD. Đến nay, Hải Phòng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 28 tỷ USD. Trong các khu công nghiệp khu kinh tế thu hút 708 dự án với tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD cấp mới 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,1 tỷ USD và 11 dự án DI đạt gần 15.000 tỷ đồng, gần 600 triệu USD. Trong năm 2022, doanh thu đạt 34,8 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 24,46 tỷ USD và nộp ngân sách đạt 17,8 nghìn tỷ đồng. 8 tháng năm 2023, doanh thu đạt 19,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 14,6 tỷ USD và nộp ngân sách 8,7 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2023, các khu công nghiệp khu kinh tế đã thu hút đạt gần 3 tỷ USD, đạt 120% kế hoạch năm, hoàn thành chỉ tiêu trước 4 tháng. Tiếp nối thành công đó, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư mới và tăng vốn trong khu công nghiệp khu kinh tế tháng 9 năm 2023 một lần nữa thể hiện quyết tâm cao của ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Các bạn vừa theo dõi bản tin của tòa soạn môi trường và đô thị Việt Nam, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn tầng 17 khu văn phòng, tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0912 345 014 0961 713 713, 713 hoặc hòm thư email media môi trường đô thị a.gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!